anh nè. Nào con giới thiệu những biệt tài của mọi người quanh con. Wow. Như là vẹt bô ly có thể bay cao thiệt cao giải cứu bong bóng. Ồ, coi kìa. Cô thỏ có thể lặn trong bể cá siêu to khổng lồ và giúp nó sạch sẽ hơn. Chú phi công thì có thể đưa mọi người đến khắp nơi trên thế giới. Còn chú cảnh sát luôn giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ. Xin chào cả nhà, cháu đưa bên con gấu nè. Đón xem các tập mới của Hepcat 3 phát sóng lúc 17 giờ từ xin thông báo bây giờ là 12 giờ.